mời một hai bạn bạn bè thân thiết của Mạnh, của Cát Tường đến để mà ăn thử đồ, review với thử coi là máy móc, trang thiết bị, đồ mọi thứ nó có chuẩn bị, nó là trơn tru hơn, để qua tuần sau Tường mới coi ngày lành tháng tốt, Tường mới là cúng khai trương, có cúng khai trương đàng hoàng nha cả nhà. Đó, mọi thứ là êm xuôi, chỉ có cái màn mà tuyển nhân viên nó hơi mắc dịch chút thôi. Nhân viên gì mà cà dứt hoài. Sáng giờ phải ăn miếng số bắp quý vị, chứ để một lát khách tới mà uống bia là đau bao tử. Đó, từ sáng giờ là tôi mới ăn miếng số bắp nè cả nhà. Đó. Giờ là 5:30 rồi. Đợi ở chỗ đại lý bia, giao bia tới một cái là Tường sẽ ướp bia và Tường sẽ ra quạt lửa lên nướng khô. Hôm nay nhân viên á, cho nên bữa giờ tới ngày hôm nay, tới ngày đi làm chính thức á, bị tai nạn, té xe, xin nghỉ. Rồi bây giờ ai đâu mà làm, bây giờ mời khách lỡ rồi. Tối nay bếp chính là Cát Tường, bây giờ sẽ điều thêm cô Dân từ trong nhà đi xe ôm ra. Bếp chính là Mr. Tường và Mr. Dân nha quý vị. Hôm nay là món nào lên bàn là xin phép được chụp hình rồi lại, để mai mốt mình đăng lên trang, mình làm cái menu, mình làm cái hình ảnh cho gọi là Cát Tường lai rai chút chơi. Rồi mọi người theo dõi nha. Sáng bây giờ, chiều giờ lần hoặc một mình nó gắn nó hết rõ được lắm. Đáng lẽ là ba Cát Tường ra gắn camera. Ba Cát Tường bây giờ đang đi Đà Lạt chơi với mấy bạn già, mấy bạn lính. 2-3 ngày nữa ổng về là ổng sẽ ra, là mọi người yên tâm. Điện đón gì ổng làm một cái rẹt xong hết. Không có ba tôi mới khổ vậy nè. Mời bác tính ra một cái là điện đón gì là đẹp hết trơn. Mấy ông gọi điện tới bắt cái đinh đóng ổ điện cũng tính tiền, quá mệt. Ba tôi ra chắc cho ổng làm toilet luôn đỡ tốn tiền. Rồi, đất ơi. Bây giờ cái lúc đầu cái căn xin Cát Tường là tính là nhỏ gọn thôi. Ai về bây giờ professional, máy cà phê cũng mua. Cái tủ đựng lạnh á, đáng lẽ là người ta bờ bở quán nhậu là sao? Mấy hãng bia, hãng đồ người ta tới ta để vô, phải không? Mà mấy hãng bia á, tới đây gặp Cát Tường mình rảnh quá. Rồi là phải giấy tờ, rồi đòi phải hỏi là bán bao nhiêu. Trời đất ơi, nhỏ lớn tôi mới có gọi là ra kinh doanh lần đầu à. Tôi đâu có biết tôi bán được bao nhiêu thùng bia. Bây giờ hỏi tôi là bây giờ chị nhắn chị bán được bao nhiêu bia để người ta tài trợ. Thôi khó quá, em có tiền nha, em tự mua tủ mát, em tự làm luôn. Mai mốt quán em mà đắt một cái nha, mấy anh chị muốn gửi bia vô trong tủ của em trưng bày vô đây là mấy anh chị phải trả tiền. Các mọi người thấy không? Nó đâu phải là cái cà phê là cái phụ thôi, người ta biết đâu là nguyên cái sân khấu Cát Tường tự muốn trưng bày hàng của sân khấu của Cát Tường mỗi ô 500 ngàn đó, các nhãn hàng người ta đăng ký mỗi ô 500 ngàn. Mà bây giờ mấy bạn bia mà tôi bán bia của mấy bạn là mấy bạn hàng ngày nào tôi cũng uống bia của mấy bạn là mấy bạn lời rồi, mấy bạn không trả tiền sử dụng hình ảnh cho tôi mà tới rồi mà còn hỏi tôi là bán được bao nhiêu bia. Bây giờ tôi phải bán thử tôi mới biết. Bây giờ chứ hỏi tôi là một tháng uống bao nhiêu lon bia thì tôi trả lời được. Bây giờ hỏi tôi một tháng bán bao nhiêu bia rồi người ta mới tài trợ cái tủ mát. Trời ơi, cái tủ mát có bao nhiêu đâu, mười mấy triệu, 20 triệu à, làm khó nhau quá. Kinh doanh cho vui thôi. Chủ nè, dễ thương nè, nước suối nè, tài trợ miễn phí nè, ngày nào cũng uống quay lên vậy là lợi quá trời lợi rồi, ai không thua. Đó, bây giờ bia bọt gì, ai bia, coca, nước ngọt gì muốn tới trình bày ngay chỗ của em, liên hệ với em, đúng không? Win win, em không lấy tiền, sử dụng sản phẩm, em uống, em ăn của mọi người. Mọi người đem đồ đạc tới đây trưng bày, phải đóng tiền lợi cho em. Chưa gì bắt em cọc tiền, cọc đồ từ lưa. Thôi được rồi, bây giờ thế này thế này, em coi lại đi. Bây giờ riêng cái mặt bằng này là tôi thấy là bây giờ tôi đầu tư nè. Nhân viên tôi phải làm đèn nè, đèn này của sân khấu Cát Tường, không phải là của căn tin Cát Tường. Bây giờ tôi làm đầu tư làm cái toilet nè, cho khách đi nè. Mai mốt là khách vô đây thuê sân khấu Cát Tường cũng phải đi cái toilet nè. Đúng chưa? Tôi làm cái căn tin sáng sủa, bây giờ đề nghị cái sân khấu Cát Tường này nè. Không được tính tiền cái căn tin Cát Tường trong vòng 3 tháng. Thôi được rồi, cả 3 tháng thì hơi khó. Thôi thì đồng ý, được rồi, miễn phí cho cái căn tin này 1 tháng tiền nhà. Hôm nay mình coi lại đi em, coi lại đi rồi. Đấy, thôi mình phải quay cái, đấy, quản lý cái nhà hát đấy. Thì nói chung thì cũng thiệt ra thì cũng chỗ chị em thân thiết và Cát Tường này cũng dễ thương. Thì em nghĩ là chắc 3 tháng thì nó có, nhưng mà một tháng ngày cũng được, một tháng rồi đấy, một ngày, 2 ngày cũng sao. Thì em hỗ trợ được. Tháng ngày ủa, ấy là một tháng mà có lối thì 1-2 ngày đó em cũng tính thêm. Khá là dễ. Trời đất ơi, nó không có lành gì. Có nghĩa là bà đóng tiền trễ 1-2 ngày đó không là bà, nó cũng bình thường đấy. Riêng Cát Tường chỉ có bớt trực tiếp trong tiền đúng ngày đúng giờ là trả. Người ta là muốn không trả thôi. Cái bọn trả thì trước sau gì cũng phải trả. Tại sao mình để cho người ta đòi mình, thấy
bia bọt tới mà chỉ cần nó nặng nó nhẹ câu là tự bỏ tiền mua liền. Bây giờ mình gọi đại lý, bia nó tới nó giao, không uống gì uống, đúng không? Đâu có cần gì đâu, 41 là tới đặt đèn, đặt đồ, cái đây là phải trả tiền lại cho Cát Tường. Nguyên tắc là lẽ đúng không ạ? Đúng, đồng ý. Đúng không? Trời ơi, ngay cái mặt tiền, trung tâm quận nhất, đúng không? Mà bây giờ cho mấy nhân viên tiếp thị của bia xuống đây tiếp thị quán mình, phải trả tiền cho mình chứ, đúng không? Đúng, đồng ý, cái này đúng mà. Cho nên bây giờ bạn cầu tôi kinh doanh tôi là đừng có coi thường tôi. Mới ra kinh doanh là nó nhỏ gọn thiệt, nhưng mà tất cả tôi đầu tư rất là bài bản. Thôi cứ chờ thôi, chứ biết đâu tôi thắng một cái sao? Trời đất ơi, giỡn được quá. Kêu khô lên. Tiểu thơ
quý vị, đây là món khô mực đại tiểu thư, đây là món sặc xoài vương vấn nha, đây là món bách hoa hội tụ, đây là món chân gà uống muối, ok quên cánh gà đùi gà uống muối, được chưa? Còn nhiều món lắm, một lát nữa em lên món em sẽ quay tiếp. Giá cả rất là hợp lý, bia đồ tính tiền cũng rất hợp lý luôn, mặt tiền quận nhất à, 207 Đinh Tiên Hoàng. Rồi bây giờ test món chân thật đi, thử nè, sặc xoài vương vấn nè. Mày ăn tối nay, ủa sao mày ngồi nó không, làm sao mày review tối nay? Để nghe chị Tường nói nhìn thèm quá. Ngon. Mày muốn cái đùi vậy? Ai xoài hơi chua ha, cái xoài này có bữa chua bữa không do cái thằng bánh xoài. Ngon. Gà dai, da giòn ghế rồi. Rồi, cái món gà này chưa có nước chấm gà, nước chấm gà đâu. Mà thiếu nước chấm. Mà da giòn không? Nhưng mà chị muốn giới thiệu đặc sản của quán chị, chả giò mignon. Thử cái chả giò mignon nó khác. Quán em là quán lề đường, quán cóc thôi. Đâm ra là em không có chén nha. Em chỉ là bưng ra ăn xong là dọn dẹp luôn. Mình là ăn lề đường, mình bóc thôi. Nói chứ em có đũa nha, nhưng mà không có chén. Chả giò mignon giòn tan thơm phức à. Thấy nè, ở trong á, ở trong cái chả giò này nha, là nó sẽ có miếng đậu phộng, ăn nó rất là bùi, rất là ngon, béo mà giòn không? Giòn quá, giòn thấu luôn, giòn ngon. 2, 3 vô. Giá mềm xinh đẹp. Đi ở đây là phải thêm một cái đồ bắp thang riêng nữa nè. Mà mọi người vẫn trả tiền lấy hên đầu năm đàng hoàng đó. Đã quên mở khai trương đàng hoàng ngày 10 tháng 10 em khai trương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn những anh chị, những bạn bè đầu tiên đã đến với quán nhậu Lai Rai chút chơi của tôi, đã review, đã góp ý. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày khai trương 10 tháng 10 nha. Hẹn gặp lại cả nhà khai trương ngày 10 tháng 10. Dạ em về chị.
chị cứ xuống gắn liền chị. Ok, cảm ơn cô. Dạ, mình. Anh chị về mặt rõ nha, cảm ơn chị. Thế là xong một ngày, bây giờ phải vô và hội họp nhân viên nè, tổng kết rút kinh nghiệm nè, dọn dẹp nè, ngày mai bắt đầu một ngày mới. Ok. Bye bye. Bye 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 bye. Ok. Ok, tôi phải dọn dẹp rồi họp hành nữa tôi mới về được. Đó. Đây là tàn canh gió lạnh. Hình ảnh cuối ngày của nhân viên tụi tôi. Hồi nãy giờ ăn no chưa? Nãy giờ ăn gì rồi? Gà xông khói, gà uống muối luôn. Ấy vậy thôi chứ là em la la vậy đó, nhưng mà nhân viên em cuối ngày là ăn gà xông khói, ăn gà uống muối hết rồi. Nha, rồi bây giờ dọn dẹp là đi về. Hôm nay là một ngày thử thôi. Nó hơi tắc tiếng, hơi tất bật một chút nhưng mà vui. À, hẹn gặp lại cả nhà ở ngày khai trương chính thức nha quý vị nha. Dạ, ngày 10 tháng 10 khai trương chính thức. Đi ngoại giao vòng vòng lối xóm để mai mốt quán nhậu em đông á em để xe đó, giờ em đi ngoại giao lối xóm trước, từ từ em mới đi lên phường em khai báo em đi ngoại giao hết luôn quý vị. Dạ, em tin là với gương mặt khả ái của em là mọi người sẽ yêu thương hỗ trợ cho cái quán của em nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi bây giờ em lên xe về đây cả nhà ơi, quá mệt rồi, tắt tiếng luôn rồi, trời ơi là trời. Good night cả nhà nha, em thấy em giống như siêu nhân vậy đó quý vị. Ngày nào em cũng từ 7 giờ sáng bây giờ là 12 giờ đêm tắt tiếng vậy đó nghe, mà ngủ giấc ngày mai vẫn nói là được bình thường. Ngày mai em đặt báo thức là 8 giờ sáng, tối nhậu quá mai 8 giờ sáng em thức dậy đi tập gym tới 8 giờ em tập tới 9 rưỡi, về tới nhà 10 giờ ha. 10 giờ là em nghỉ chút, 11 giờ em livestream bán hàng, livestream tới 12 rưỡi mang miếng cơm, 1 giờ em sẽ vô sân khấu em tập kịch. Tập kịch xong rồi là em training nhân viên, em ở đó tới tối luôn. Tối mai sân khấu Cát Tường là có người ta thuê làm chương trình đêm ca nhạc, hỗ trợ cho đồng bào ở miền Bắc. Người ta thuê sân khấu của em, em cho thuê với giá rất là hỗ trợ để cho cái người ta làm thiện nguyện. Đó là một ngày của em là khi nào cũng từ sáng sớm 7 giờ, sớm nhất là 12 giờ đêm mới ngủ. Rồi good night cả nhà yêu thương nha. Mọi người muốn có sức khỏe bền bỉ như em phải uống nhiều thực phẩm chức năng vô của sắp Cát Tường, bộ não, mật ong để tăng cường sức khỏe. Không ngậm mật ong là tắc tiếng. Nhậu kiểu đó nó sáng ngủ dậy là phải một ly mật ong với tinh bột nghệ nha, điều đặn cho em. Rồi uống fish oil dầu cá nè, uống đẹp da nè đó. Rồi phải tập gym nữa chứ không là mau tàn lắm quý vị ơi. Em ngủ nha, good night.